Một câu hỏi nữa là hiện tượng người chết bốc mùi mà vẫn chưa xong việc tang lễ để hỏa táng hay chưa được chôn cất thì nên xử lý như thế nào để tránh làm ảnh hưởng tới sức khỏe con cháu ạ? Thì tôi đây cái câu hỏi này tôi nói là nó nếu như chúng ta về mặt tâm linh ấy, thì chúng ta để những cái người thân của mình mà chúng ta cứ vì thế này vì thế khác mà để nó bốc mùi hoặc nó làm những cái đấy thì có khi nó lại phản tâm linh. Khi một cái xác đấy mà khi con cháu hoặc những người đi đưa ma xác ý mà nó bị bốc mùi hôi thối thì ngay cái sự kính trọng của ta cũng đã giảm rồi. Những người đi đưa tang nó cũng đã giảm rồi. Họ cảm thấy họ chả nhẽ họ lại lấy tay bịt mũi. Họ bịt mũi không được nhưng mà trong trong lòng họ họ cũng có thấy là kinh hoàng kinh tởm rồi làm sao phải tránh xa. Như vậy thì một cái việc đưa tang một người thân mà chúng ta cảm giác những người xung quanh cảm giác cái xác đấy nó có mùi hôi, mùi thối, mùi tanh tưởi bốc ra thì cái sự kính trọng về mặt tâm linh nó cũng không còn nữa. Đấy. Do vậy chúng ta phải làm sao mà nếu như vì lý do nào đấy mà chưa đi chôn cất được ngay, chưa hỏa táng được ngay thì chúng ta phải có một biện pháp hóa học, biện pháp sinh học nào đó để cho ngăn cản cái sự bốc mùi, sự phân hủy nhanh của cái xác đó bằng cách như thế nào đó. Ví dụ như chúng ta phải bố trí một cái hệ thống mà đóng lạnh như thế nào, rồi khử mùi như thế nào, rồi còn thậm chí chúng ta dùng các biện pháp hóa chất để khử mùi để chống những cái mùi mà phân hủy nó gây ra trong cái xác đó. Đấy mới là tâm linh. Chứ còn dùng tâm linh thì không có cách nào khác đâu. Thì đấy là cái vật lý thôi, cái đấy là sinh học thôi. Chúng ta không nên đổ tội về mặt tâm linh mà chúng ta phải dùng bằng cái biện pháp, ví dụ như trong một thời gian 24 giờ đồng hồ thì xác nó cũng chưa có cơ hội để phân phối mạnh thì chúng ta làm các động tác nghi lễ rồi là rửa cho hoặc trong 24 tiếng chúng ta làm cái nghi lễ xong tụng kinh họ kia xong đưa đi là vào cái phòng lạnh hoặc chúng ta phải ướp lạnh để cho chống phân hủy rồi là chúng ta làm các sự hướng dẫn của để mà chống như kiểu vậy vệ sinh dịch tễ vậy quy định của ngành y tế là làm cho cái mùi nó không bốc ra. Ngày xưa mà họ cũng có những cái trường hợp mà để cái xác trong nhà 100 ngày ấy, gọi là 3 tháng 10 ngày là 3 tháng 90 ngày với cộng 10 ngày là 100 ngày. Mà để cái xác 100 ngày trong nhà thì phải quan rất to và khủng khiếp lắm ấy chứ không chuyện đùa mà phải phải có. Ngày xưa tôi còn nghe kể lại cái các vị mà bọn tôi gọi là cụ ấy, là cách đây 4 đời tôi, tức là cụ ấy, mất đi mà con cháu lúc ấy cũng giàu có và cũng thế này thế khác cho nên là quyết định là để cái hài cốt trong nhà 100 ngày mà 100 ngày ấy, là phải có 3 4 người thợ sơn ở đấy túc trực, thậm chí chỉ cần để một cái tóc ở đấy thôi là cũng khủng khiếp rồi. Cái tóc ấy nó có thể từ cái tóc đó là cái làn khí, cái tóc nó phân hủy xong nó khí đi theo cái tóc nó cũng gây ra những cái mùi khủng khiếp cho nên là vào đấy là 4 5 người thợ sơn túc trực ở đấy để cho không một tí nào cái mùi nó có thể ra được quan tài để xác 100 ngày hẳn hoi nhưng mà phải có sự nghiêm mặt đến mức là thợ sơn mà túc trực suốt coi đêm ngày ở đấy để không có một cái mùi gì nó ra bên ngoài. Đấy, bây giờ thì người ta có nhiều biện pháp khác nó đơn giản hơn, ví dụ họ cho vào lồng kính rồi nó hàn các cái kính không ra, ví dụ như các vị lãnh tụ chúng ta phải cần để lâu hơn để cho để mọi người dân được khách thế giới còn đến viếng hay thế này khác. Ví dụ các vị lãnh tụ người ta cho vào kính, người ta làm kín đi, người ta sử dụng các cái loại mà ướp xác hoặc là chống những pháp môn để chống phân hủy thì người ta có thể làm được. Còn trường hợp này như bạn hỏi là trường hợp mà cái tử thi đã phân hủy rồi thì bây giờ chỉ có cách tốt nhất là phải nhanh chóng mang đi hỏa thiêu ngay hoặc dùng hóa chất, không để cái chất đó nó lan tỏa, ấy, nó khuếch đại ra không gian thì nó gây ra thứ nhất là bệnh tật,
trước hết là dành bệnh tật cho những người đang sống, thứ hai là không gây ra những cái phản cảm là đi đưa ma về để có mùi miếc đỏ kia, rồi nó gây ra những cái dư âm trong đầu người ta, rồi đi đưa ma cái ông đấy bà đấy về nó mùi hôi mùi thối nọ kia, để cảm giác cả đời nó, thay vì cái sự thành kính ngày xưa vợ dành cho những người đã khuất thì bây giờ thay vào cái mùi kinh tởm ở những đấy thì chúng ta không nên. Cho nên là ý kiến của tôi nó là như vậy. Đây không còn là vấn đề cái tâm linh tốt nhất là chúng ta không nên để cho nó cái mùi nó ra, mà không để quá như vậy. Nếu để quá chúng ta phải có biện pháp y tế hoặc biện pháp vệ sinh phòng chống bằng hóa học có thế nào đó, vật lý thế nào đó để không xảy ra cái trường hợp như bạn nói. Cảm ơn. Một câu nữa là: chào tiến sĩ, cho cháu hỏi là có phải trong thời gian có người mới mất tuần đầu đến 49 ngày thì trong nhà thường đôi lúc có mùi lạ hay là mùi hôi mà có nhiều người nói đó là mùi của người mất về, có người lại nói là mỗi một đám ma là ngày hội của các vong ngạ quỷ tìm về, mùi tanh hôi là mùi của các ngạ quỷ, điều này nên hiểu thế nào? Cảm ơn, cháu cảm ơn nhiều ạ. Thì cái câu hỏi này của bạn cũng là cái nhu cầu hỏi của nhiều người đấy, không phải một mình bạn đâu. Cái mùi tanh hôi của người mất trong vòng 49 ngày hầu như trên 90% xảy ra đối với những người mới mất, chứ không ít đâu. Kể cả các gia đình tôi khi các cụ và trở về với tổ tiên, hoặc là trong cơ quan có một số các vị là cán bộ trước đây của cơ quan, sau khi từ trần, những hiện tượng xảy ra có khi mình ngửi cái mùi tanh hôi có thế này thế khác, hiện tượng đấy gần như là trên 90% chứ không ít. Nhưng cái việc cái mùi đấy hiểu theo một nghĩa khoa học, có phải là từ ở dưới cái mộ bay qua các quan tài, bay qua lớp đất về đây không, thì chúng ta chưa chắc hiểu rõ, chưa chắc. Ở đây có 3 trường hợp sẽ xảy ra. Một là nếu như chúng ta ở gần thì có trực tiếp cái xác của những người mới mất phân hủy, trong trường hợp không gian gần và trong phạm vi khuếch tán mà thôi. Chứ còn nó quá xa, cái không gian quá xa mà phân hủy được cái mùi đấy đến chỗ mà khoảng hàng chục hàng trăm cây số, đi vượt qua tất cả những cái quan tài nó kia để đến chúng ta, khả năng đó tôi cho rằng khó xảy ra. Chỉ có những cái xác phân hủy ở gần trong cái phạm vi cho phép thì chúng ta mới gọi là tính đến trường hợp đấy là mùi thật của xác phân hủy. Còn trường hợp thứ hai là rất xa, và có khi cái mùi đấy chỉ xảy ra trong một mấy giây thôi, nhưng khi báo hiệu cho những người thân biết có việc đó, người thân bảo vâng biết rồi, cũng mới về thì biết rồi cái tự nhiên nó mất ngay, nó không tồn tại giống như cái mùi gì đấy nó còn phải lấy dụng cụ rồi lấy tọ mồ kết rồi lấy cái xịt đi thì nó mới hết. Nhưng đây là gì, trong mấy giây, chỉ trong mấy giây thôi. Và khi những người ở trần gian biết là thôi cụ về biết rồi ạ, cụ về mới nhắc, mùi mất ngay là tức, mùi mất ngay. Do vậy ở đây chúng ta phải nên hiểu cái mùi đấy, mùi tanh hôi đấy gọi là mùi tanh hôi của người chết, nhưng thực ra cũng không phải là mùi tanh hôi của người chết thật, mà gì, là do hợp lại trong không khí có những cái chất như vậy và một cái thế giới dư hình nó tạo ra một cái sóng ngược trở lại. Giống như bây giờ thế này, chúng ta nhìn một cái tivi màn hình có hẳn lời nói cả hình xanh đỏ tím vàng và người bên kia đang phát Hà Nội, chúng ta nhìn thấy y như thật luôn, và đợt tới người ta phát ra cả tivi mùi
Bây giờ tivi màu, tivi tiếng nói là thật rồi. Đợt tới người ta đang phát cả tivi mùi, có cả mùi, ví dụ ta đang cạnh cái bếp này cái mùi hành tỏi rồi mùi khác, nó tivi nó cũng tỏa ra giống hệt như thế. Vậy thì chúng ta đang xem cái tivi, có người đang nói trực tiếp, có âm thanh tiếng nói và hình ảnh, thật mà không thật. Thật là chúng ta nhìn thấy y chỉ đang diễn ra ở nơi đâu đó, ở cái nơi kênh phát của chúng ta đầu thu. Nhưng không thật ở chỗ là gì? Cái đấy chỉ do nó gửi cái tần số theo cái sóng, xong đến đây thì cái đầu thu của chúng ta tập hợp lại ngược lại cái tần số sóng đó, xong nó lại tái hợp lại cái hình ảnh đó. Tức là bên kia người ta mã hóa, dùng cái gì tần số xong người ta gửi vào, mã hóa vào cái hình ảnh thực tế tại nơi phát, xong được mã hóa vào một cái tần số để chuyển cái tần số đi, xong đến một cái máy thu, cái máy thu ấy gặp được cái đấy thì mình lại mã hóa ngược trở lại. Cho nên cái màu sắc âm thanh ở đó, ở chỗ đầu thu là do cái không gian ở đấy có tất cả những tần số sóng ấy, nó có hết và tự nhiên nó tập hợp lại mà thôi, chứ nó không mang cái ánh sáng trực tiếp từ cái chỗ phát đâu. Có khi phát ở bên Mỹ đó. Nếu như mang cái ánh sáng bên Mỹ với giọng nói bên Mỹ thì đi làm sao được xa, mà chỉ gửi cái tín hiệu vào đấy và cái tần số đấy mã hóa nó đi thành một cái hình mã hóa, xong nó sang bên đây thì người ta lại mã hóa ngược lại cái tần số đó để trở thành ánh sáng và âm thanh. Lúc ấy chỉ cần điện thôi, cắm điện vào, điện nó mã hóa ngược trở lại là thành cái ông đang nói, rồi đang nghe, rồi đang hình, đang phát. Thậm chí đợt tới ông có thể mùi mặn cay chua nọ kia nó lại còn ngay trong không gian này có tất cả cái đấy, giờ nó lại mã hóa ngược trở lại. Vậy thì cái tần số của người âm lúc ý cũng giống như một cái máy ở kia, nó phát cái tần số đó thì gửi cái tần số giống hệt như cái máy phát chúng ta đang xem bóng đá, là cái máy ở đấy nó quay, cái máy đấy nó quay, nó chỉ phát lên cái tần số thôi, chứ làm sao nó tải được cái ánh sáng thật và âm thanh thật đi được, mà nó gửi cái tần số đấy vào một cái sóng. Cái sóng ấy nó mang đi và nó mang theo cái tần số, bây giờ đến gặp một cái máy thu, từ cái tần số đó người ta lại mã hóa ngược trở lại thành âm thanh, ánh sáng và mùi vị. Vậy thì trong cái thế giới tâm linh, tại cái địa điểm phát nó giống như là nó đang phát TV vậy, cái gọi là kênh đang phát, và chúng ta là cái kênh thu. Khi phát đến đây một cái thì tất cả, có thể có những họ phát cả ánh sáng được, có những người nhìn thấy cái bóng ánh sáng được họ phát, có người người ta ngửi được cả cái mùi đó. Ở trong cái không gian của chúng ta có những cái gì có thành phần hóa học tạo nên cái mùi đó, họ lại mã hóa ngược trở lại. Cho nên những người thân của chúng ta ngửi được cái mùi tanh, mùi hôi của đúng là cái người mất đang ở bên kia, nó phát giống như vậy. Chúng ta đây là cái tivi màu, nhưng cái màu vì ánh sáng ban ngày rất là mạnh chúng ta không nhìn thấy, nhưng cái mùi ấy là họ gửi theo. Sau này thế giới người ta sẽ làm ra cái tivi có mùi, chúng ta hiểu rõ về cái này ngay. Tivi mùi là khi ở bên chỗ kia, bên kia phát ra mùi gì bên này y như xỉ. Vậy thì chúng ta nên nhớ ở cái chỗ những cái người chết mới mất, cái mùi đấy họ phát ra và gửi một cái sóng tâm linh, họ gửi đến đây để chúng ta thu lượm được cái đấy, là chúng ta người, những người thân có cái tần số đó lại thu ngược trở lại. Và khi chúng ta biết được cái việc đó rồi thì bên kia người phát người ta biết, chỉ cần báo tin như vậy và họ tắt thông tin đấy đi. Cho nên cũng có trong, kể cả trong gia đình, có người ngửi thấy và có người không ngửi thấy. Chứ nếu như cái mùi là mùi thật thì tất cả mọi người đều phải ngửi như nhau, và đã ngửi thấy rồi thì không phải lâu mới xóa đi được, nhưng chỉ trong mấy giây ngửi được là mất. Và như vậy thì cái mùi đấy do cái tần số của người đang ở trong cái quan tài phát ra, và theo một cái kênh tần số theo nguyên lý của tivi mùi đến đây chúng ta bắt được. Và tương tự, nhưng có người nói rằng những cái ma biết đi theo nó có mùi tanh hôi cũng chỉ là một vấn đề. Bởi vì sao? Kể cả những cái ma khác mà nó ở cái dạng chưa phân hủy hết thì nó cũng phát ra cái mùi y chỉ như vậy. Còn những cái ma, những cái xác mà họ không còn
tanh hôi nữa, người ta sạch sẽ rồi, người ta ở cái tần số khác thì họ cũng không phát ra mùi tanh hôi. Vậy thì ở đây chúng ta thấy là khi mà cái phần âm người ta gọi là ma đi, nhưng kia gọi là thần thức đang ở cái tần số gì thì họ vẫn sẵn sàng phát ra cái tần số đó đối với những người thân của mình. Bao giờ họ sạch sẽ, họ không còn cái mùi đấy thì họ có phát chăng nữa thì họ cũng để phát theo cái tần số của cái nơi mà người ta đang phát. Đó. Nếu như những người đó mà tu giác ngộ an lành, có những người mà ông bà cha mẹ chúng ta về, hoặc là cái bậc, đây tôi nói cái bậc Bồ Tát này, hoặc các vị thần linh mới về, người ta ở cảnh giới cao cấp, người ta phát ra cái mùi thơm ấy, như hoa sen ấy, người ta phát ra ở cái đấy thì ở đây mình sẽ ngửi thấy hương vị như hoa sen luôn. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng sự thanh tịnh, và chúng ta sẽ những cái nơi tâm linh cao cấp, ví dụ như các vị Bồ Tát Phật ở phương xa, người ta phát một cái tần số ví dụ như hương sen chẳng hạn, thì chúng ta ở đây chúng ta thấy trong một cái trạng thái tĩnh định, chúng ta có thể là thấy một cái mùi hương sen. Không phải là vì các vị đến tận đây, không cần, mà ở Tây Phương Cực Lạc, ở nơi nào đó người ta đang phát một cái giống như chúng ta đang thấy là đài truyền hình ở Mỹ và Pháp người ta vẫn phát, thì khi chúng ta gặp đúng được cái tần số, chúng ta thấy được kể cả cái mùi hương sen này. Trong tu chúng ta cũng có những giây phút mà có thể ngửi được mùi hương sen, không phải Phật xuất hiện, nhưng bắt được cái tần số các chư Phật chư Bồ Tát ở đâu đó người ta đang phát cái tần số, vì chúng ta cùng một cái trạng thái đó chúng ta bắt được tín hiệu. Vậy thì khi trong vòng 49 ngày chúng ta ngửi thấy cái mùi tanh cái đó kia là do chúng ta cùng người thân có những tần số chúng ta cộng hưởng được và ngửi được cái mùi đó. Mùi đó là cái mùi mà truyền tải thông tin chứ không phải mùi thật. Vì mùi thật thì không vượt qua được cái khoảng cách không gian từ cái ngôi mộ xong ra khỏi, rồi là đi qua đất, rồi đi qua đấy này, không phải. Mà cái mùi đấy là do cái tần số đến đây nó lại tích hợp lại mà thôi. Khi mà chuyển cái thông tin ấy cho người thân, tự nhiên hiểu được điều đó. Ở đây có trường hợp mà có những người, mà ví dụ như có những người trước đây, có một chị là cán bộ công tác ở cái ban tâm linh, xong chị mất rồi, xong là khi chúng tôi có thí nghiệm, vừa là ngoại cảm vừa thí nghiệm luôn, chị về cho ngoại cảm đến thì bảo có cái chị đấy cũng đã về, đang đứng ở đây đang muốn nói chuyện. Thế thì mọi người chưa tin, cái lập tức có một số người thân ấy là người thấy mùi ngay. Thế bắt đầu bảo vâng chị về rồi ạ, biết rồi, thì nói câu đấy thì tự nhiên mùi mất đi, tức là người ta báo tin ý cho là đang về để giao lưu. Thì đây chúng tôi xác định cái việc thông tin trong vòng 49 ngày, rất nhiều đám, rất nhiều người, trên 90% những người thân trong vòng 49 ngày trong gia đình có người ngửi thấy mùi tanh hôi của người chết. Mùi đấy là mùi mô phỏng tín hiệu của những người chết là người ta gửi đến thôi, chứ còn không phải là mùi F1, tôi gọi là F1. F0 là cái mùi đấy phát ra, còn chúng ta đến đây được mã hóa gọi là mùi F1. Vậy thì cái việc đấy là khó. Và như cái câu này của bạn hỏi, tức là mùi của người mất về, gọi là mất về, gọi mùi của người mất về là gọi theo cái hiện tượng. Nhưng còn về bản chất vật lý, cái mùi đấy là cái tín hiệu của người ta phát về, xong đến cái môi trường này, tự trong không gian nó tích hợp lại cái mùi đó. Còn cái mùi thật ở trong ngôi mộ mà xuất ra khỏi cái quan tài xong bay qua trong không gian thì cái đấy không phải. Nếu như cái mùi đấy là bay qua không gian đến đây thì phải tất cả mọi người đều phải ngửi thấy, và ngửi thấy thì phải rất lâu, mà phải dùng bao nhiêu biện pháp khử mới được. Nhưng ở đây nó không phải, chỉ một vài người có trách nhiệm được nhận cái mùi đó thôi, là cái máy của người đó tích hợp lại. Và khi biết rồi tự nhiên nó đi trong mấy giây, mấy phút đã đi ngay. Vậy thì trong câu chuyện này chúng tôi ghi nhận trên 90% những cái người mới mất trong 49 ngày, một trong những người thân trong gia đình người thấy cái mùi tanh hôi như mùi ở bên nghĩa địa. Và mùi đó là mùi không phải là mùi F0, là cái mùi trực tiếp, mà mùi gián tiếp do tổ hợp tần số, giống như cái tần số ở bên kia đã mã hóa gửi đi thì bên này có một cái hệ thống mã hóa ngược lại để nhận được cái tín hiệu do người kia ta phát.
thì để nói cho bạn biết là cái việc chứng minh cái điều này hiện nay mọi người còn đang thấy mơ hồ. Nhưng trong một thời gian nữa, khi cái truyền hình mùi xuất hiện, chúng ta hiểu rõ về cơ chế này. Bây giờ truyền hình màu và truyền hình tiếng đã xuất hiện rồi. Do vậy các nhà ngoại cảm mới nhìn thấy người âm hay bằng hình ảnh, thậm chí nhìn thấy, nghe cả tiếng nói của họ. Và chúng ta hiểu được rằng cái việc ấy chúng ta thấy nhà ngoại cảm nói này, cao thấp về hình ảnh rồi là tiếng nói thế này khác, các nhà ngoại cảm đọc được. Nhưng còn mùi là tới khoa học công nghệ, người ta đang làm truyền hình mùi, thì việc giải thích cái này sẽ ứng cái này rất dễ hiểu. Cái truyền hình mùi, cho dù ở đây chúng ta ngửi được mùi ở chỗ nơi phát, thì cái mùi đấy là mùi thứ phát chứ không phải là sơ. Cái mùi đấy là ở chỗ là cục sơ cấp nó phát, thì đây là gì? Là cái mùi thứ phát thôi, không phải là cái mùi sơ cấp. Thì ở đây giải thích theo một tinh thần giải thích như vậy để cho các bạn, quý bạn hiểu. Cho nên chúng ta cũng không nên sa đà quá và cái việc sợ sệt những cái mùi đấy, rằng cái mùi về, các cụ về tanh hôi lắm, cái mùi đấy người ta mô phỏng thôi chứ mùi thật không có. Mùi thật không phải, mà mùi mô phỏng mã hóa mà thôi. Cảm ơn bạn.